Đây, chào các bạn các ơi. Anh bạn mới. Không nói chuyện vậy câm thôi. Anh Liêm mới xuống nha các bạn. Cái gì? Chơi đi đủ đi biết coi sao vậy? Trời trời tao sao chẹt ra đây. Bữa nay chạy đây mơ chạy trên cái giăng cây cái cánh đồng trên đó các bạn ơi. Em sửa cái đụng cũng nước nữa. Đợi gì đợi giùm đây đó mà đợi gì nó cưng. Què, bị què ơi. Không lấy vớ là dài gì cột ở chơi mê ba nó nhiễm trùng một cái đi. Ba lớp. Khổ quá xa vợ lâu quá trời rồi đứng. Khí tụ đang đi các bạn ơi. Mới có 8 tháng mấy chừng nhiều. Cái đó là nó bị bể màu nhiều luôn. Nó tồn quá. Ba năm bữa là nó chịu con nổi nó bị mẹ mấy tao nó ra nhớt. Ông năm bữa chịu không nổi. Ê có cò luôn, có cò luôn. Nay qua dương nhỏ nó ngứa nghề nha các bạn. Nó ngứa nghề cho nó qua nó chạy vàng mình nè. Này xới gần hè dương nhỏ luôn. Đúng ngập luôn rồi các bạn ơi. Này chắc móc chết luôn á. Máy thì máy này lấy thủy lực chứ không có trợ lực nha các bạn.
bên đây cũng có anh đang để con nè các bạn. À, biển cá lóc. Một công đất này các bạn, vô khuôn này 3 miếng 11 công chạy 1 tiếng đồng hồ. Mức ga này là hơn nửa ga chút xíu rồi nha các bạn, chứ chưa hết ga đâu, hết ga còn chạy dữ nữa. Mà nói chung mấy vụ này ít khi nào chạy hết ga lắm các bạn ơi, trừ cái vụ Long Sơn á. Tại vụ này chạy đâu có nhiều đâu, đâu có gấp đâu, để dưỡng dưỡng máy. Này chạy hơi non chứ đúng ra người ta nãy là chừa bên kia lại á, người ta lạng bên đây, người ta lạng bên kia chứ ai đâu chạy hết cái bên kia rồi hồi đây có đạp hết. Chừa hai bên được gì mình xài ben không, mình không có đạp hết, mà đùi lại không đạp hết cái đùi nữa sẽ ít tổn hơn. Máy của anh thầy này động cơ 70 nha các bạn. Động cơ máy cắt DC70 bung rồi, nhưng mà máy còn cứng ngắc luôn. Còn mạnh lắm mạnh. Chưa gấp hơi. Thầy này nó cũng có máy cắt luôn nha các bạn, nhưng mà nó phái máy sới. Nó sắm máy sới nó đi vậy đó, chứ nhà có máy cắt 2 chiếc à. Tại đam mê mà thích cái này mà kêu làm cái kia sao làm được. Như các bạn thích máy sới mà kêu đi sắm máy chọc đâu có chịu. Rồi còn vòng nữa là xong 11 công. Chưa được 1 tiếng đồng hồ nữa các bạn ơi. Mới có 5 mấy phút à, 54, 53 phút vậy à. Nãy mấy bên kia bị lúng hơi sâu, lúng cái hơi nặng mà kéo cũng lên nè, nghe lỗ máy cắt luôn, nghe lỗ máy cắt lúng.
giờ phải lại lần kia chạy một công lần kia nữa các bạn ơi, có một công mà. Ê, cán dọc bờ cái bờ. Cán dòng bờ cái ơi. Cán dòng bờ cái ơi. Cán sát sát á. Cái miếng bên kia, cái miếng mấy bản đó, cái ngay cái bờ nhỏ đó đó. Mấy bên kia cái bờ nhỏ mà mấy miếng bản đó. Ừ. Mấy bên đây nè nghe. Thì miếng bản nhưng mà cán mấy bên đây nè, nó gì vậy? Ừ. Đã chạy tới mức độ này rồi cán bờ mà tiếc chi rồi cái cán hai cái cán đó. Rồi xử đi xuống chẹt. Ông không rồi hả? Ừ. Ba miếng mà 11 công. Này gọi là gì các bạn? Mới thụt cái đầu ra à, chưa kịp chạy nữa. Nè nhìn miếng đất cái hết muốn lên rồi nè. Thôi giờ mình bóc tiếp nữa các bạn ơi. Móc ra hết rồi các bạn ơi, giờ chuẩn bị lên các bạn ơi. Nãy chạy bên kia im quá, giờ qua đây kỳ quá. Cho nó bơi cái đi. Cho nó bơi không cái đi. Sợ dướng lần trước đó nữa đó, lần trước nó đất dẻo á các bạn, nó khô mà nó dẻo lắm rồi nè, ngay cái này nè, sợ cái này nè, bén bông lên ơi. Luôn đâu có điện đâu, giờ điện hồi nãy, điện hồi lâu rồi đâu có à, đâu có là dễ đụng cái gì chứ.
luôn rồi đó.